bên tập chương trình trên kênh tin tức xin được gửi lời chào và cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm đồng hành cùng với chúng tôi. Trong bản tin đặc biệt về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, hãy cùng với chúng tôi điểm qua những tin tức mới nhất, nóng nhất đang diễn ra trong 24 giờ qua. Nóng thực trừ Dậm Dũng chạy án bất thành, kéo cả nhà ra trước vành bóng ngựa, tổng trọng quyết xử bại tay, dân cả nước nẹn ngào tiễn 54 lãnh đạo khủng án giải cứu về nơi giác ngộ. Dư luận những ngày gần đây đều hướng về phiên tòa xét xử đại án chấn động chuyến bay giải cứu. 54 lãnh đạo ra tòa, sự thật kinh khủng dần được hé lộ, những con số tham ô khiến người dân cả nước ná thở. Lần này, bộ tổng quyết xử trên đề án nào dành cho những tỷ quan thanh liêm lâm đường lạc lối này. Trước ngày diễn ra phiên tòa xét xử vụ chuyến bay giải cứu, luật sư bào chữa của cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho hay, ông Trường Xuân Dũng đã tác động nhờ người thân nộp đốt số tiền mà ông bị cáo buộc nhận hối lộ trong số 54 bị cáo sẽ bị đưa ra xét xử trong vụ chuyến bay giải cứu ông Trương Xuân Dũng, cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội bị truy tố tội nhận hối lộ. Theo cáo buộc, trong thời gian dịch bệnh Covid-19 bùng phát, được phân công làm trưởng ban, phó trưởng ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội, ông Trương Xuân Dũng có trách nhiệm quyền hạn duyệt ký chủ trương cách ly trên địa bàn từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2021 ông Dũng ký 66 văn bản đồng ý cho 16 công ty được đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về cách ly, nhưng chỉ có 13 công ty thực hiện. Trong số 16 công ty nói trên, kết quả điều tra xác định, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã nhận tiền của hai cá nhân để duyệt ký đồng ý cấp phép cho 4 công ty được đưa công dân về cách ly tại Hà Nội. Cơ quan điều tra xác định, ngày 10 tháng 6 năm 2021, Bà Trần Thị Thương Huyền, chị thâu của ông Trừ Xuân Dũng giới thiệu bị can Lê Thị Ngọc Anh, chuyên viên phòng nhà khách vụ lễ Tân, ban đối ngoại trung ương, liên hệ và gặp cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại phòng làm việc của ông Dũng ở trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Tại buổi gặp này, Ngọc Anh đặt vấn đề nhờ ông Dũng giúp đỡ duyệt chủ trương cho các doanh nghiệp của Ngọc Anh nhập cảnh về nước được cách ly y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ông Trừ Xuân Dũng đồng ý và hướng dẫn Ngọc Anh về làm hồ sơ gửi lên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội theo quy trình về chi phí xin chủ trương, bị can Ngọc Anh tự tính toán đưa tiền. Từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2021, Ngọc Anh dùng pháp nhân công ty du lịch Á Châu, công ty sự kiện bầu trời Hà Nội, công ty Phượng Hoàng để làm 7 hồ sơ xin tổ chức cho công dân nhập cảnh về nước được cách ly trên địa bàn Hà Nội. Sau đó, trong quá trình xin chấp thuận chủ trương cách ly, Ngọc Anh đã 5 lần gặp ông Dũng, trong đó có 4 lần chi tiền cho cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Vào ngày 16 tháng 6 năm 2021, Ngọc Anh đến gặp ông Trừ Xuân Dũng tại phòng làm việc đặt vấn đề nhờ ông Dũng duyệt chủ trương cách ly cho 86 khách nhập cảnh do công ty Á Châu tổ chức được ông Dũng đồng ý. Trước khi ra về, Ngọc Anh để lại phong bì chứa 8.000 USD, tương đương với 184 triệu đồng. Sau đó, ông Trử Xuân Dũng đã ký công văn đồng ý tiếp nhận nhập cảnh và cách ly y tế đối với công dân nhập cảnh vào Việt Nam, theo đề xuất của công ty Á Châu. Một lần khác, vào ngày 31 tháng 8 năm 2021, Bị can Ngọc Anh đến gặp ông Trần Xuân Dũng tại phòng làm việc để xin chủ trương cách ly cho 920 khách nhập cảnh do công ty sự kiện Bầu trời Hà Nội và công ty Phượng Hoàng tổ chức. Sau khi nhận 30.000 USD tương đương với hơn 693 triệu đồng của Ngọc Anh, ông Trần Xuân Dũng đã ký công văn đồng ý tiếp nhận nhập cảnh và cách ly y tế đối với công dân nhập cảnh vào Việt Nam theo đề xuất của công ty sự kiện Bầu trời Hà Nội và công ty Phượng Hoàng. Theo kết luận điều tra, tháng 9 năm 2021 ông Nguyễn Thành Lương là bạn của bị can Trừ Xuân Dũng, dẫn bị can Trần Minh Tuấn, giám đốc công ty Thái Hòa đến gặp ông Trừ Xuân Dũng nhờ giúp đỡ. Ông Dũng đã đồng ý giúp công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch quốc tế do Phạm Thị Bích Hằng, giám đốc công ty Vinamichi, phó giám đốc công ty du lịch quốc tế mượn pháp nhân để cùng bị can Trần Minh Tuấn tin cấp phép chuyến bay đưa khách từ nước ngoài về cách ly tại Hà Nội. Từ ngày 10 tháng 9 đến ngày 22 tháng 10 năm 2021, bị can Trì Xuân Dũng đã ký 7 công văn đồng ý tiếp nhận cách ly y tế đối với công dân nhập cảnh về nước theo đề xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch quốc tế. Mặc dù không có thỏa thuận về số tiền bị can Tuấn phải chi cho ông Dũng trong việc duyệt chấp thuận cho công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch quốc tế được đưa khách từ nước ngoài về, Trần Minh Tuấn đã 3 lần đưa tiền cho bị can Trì Xuân Dũng thông qua thư ký của ông Dũng là Đặng Đình Tuyến. Cơ quan điều tra xác định ông Trì Xuân Dũng đã nhận hối lộ số tiền hơn 2 tỷ đồng sẽ có ba luật sư tham gia bảo chữa cho bị cáo trừ xuân Dũng trong phiên tòa xét xử vụ chuyến bay giải cứu sắp tới trao đổi với việt nam net một trong số các luật sư của ông dũng là luật sư trịnh văn tuyến văn phòng luật sư giang thanh cho biết trước thêm phiên xử diễn ra thượng phó chủ tịch hà nội sức khỏe không thật tốt và ngày nào cũng phải uống thuốc tiểu đường huyết áp về tinh thần ông trừ xuân dũng luôn tỏ rõ sự ân hận dây dứt dằn vặt về hành vi sai phạm của bản thân đồng thời bày tỏ mong muốn sẽ được các cơ quan tố tụng xem xét một cách kinh lưỡng, thấu đáo về ý thức chủ quan cũng như hành vi khách quan trong việc nhận tiền cảm ơn. Theo luật sư Trịnh Văn Tuyến về các phục hậu quả vụ án, ngoài việc gia đình bị cáo đã chủ động, kịp thời nộp lại hơn 1,7 tỷ đồng. Hiện ông Dũng đang tiếp tục tác động nhờ người thân nộp phộ nốt số tiền còn lại trong tổng số hơn 2 tỷ đồng bị cáo buộc nhận hối lộ. Luật sư cho hay cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội trừ xuân dũng được nhiều cơ quan đơn vị nơi bị cáo từng công tác hết đơn gửi tới tòa án nhân dân thành phố hà nội đề nghị xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự theo thống kê đến nay tổng số tiền mà các bị can trong vụ chuyến bay giải cứu đã nộp để khắc phục hậu quả là hơn 52 tỷ đồng và 460.000 USD, con số này kém xa so với tiền mà các bị can đã đưa và nhận hối lộ. Cáo buộc của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho rằng trong vụ chuyến bay giải cứu, có 25 cá nhân đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, nhiệm vụ được giao, nhận hối lộ hơn 164 tỷ đồng. 23 cá nhân là đại diện doanh nghiệp, đưa hối lộ hơn 226 tỷ đồng. Việc các bị can nộp tiền khắc phục hậu quả được xem là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho họ. Theo thống kê, đến nay, tổng số tiền mà các bị can đã nộp để khắc phục hậu quả là hơn 52 tỷ đồng và 460.000 USD. Chuyện tăng lương, dân cứ chờ mãi, xin đừng lỡ hẹn thưa quý vị, tăng lương là vấn đề cực kỳ nhạy cảm, dù gần như là định kỳ nhưng tăng lương lần nào cũng gây ra những tác động xã hội to lớn và số đông người thụ hưởng luôn cho rằng không đáp ứng được nhu cầu. Nhu cầu thì vô cùng nhưng trong bối cảnh hiện nay có những tiêu chí đo đếm được là phải đảm bảo cuộc sống có tích lũy cho tương lai và lo cho con cái. Sự than vãn và cả bất mãn đã diễn ra chủ yếu xoay quanh những nhu cầu thiết yếu và chính đáng trên. Hãy hình dung, một bác sĩ được đào tạo với thời gian từ 5 đến 6 năm, nhưng tiền lương nhận được khi ra trường phổ biến ở bệnh viện công khoảng 3 triệu đồng một tháng, họ sẽ sống thế nào với đồng lương này? Phục vụ 20 năm trong nghề, mức thu nhập bác sĩ tại bệnh viện cũng chỉ khoảng 10 triệu đồng, lúc này họ đã có gia đình, con cái thì liệu họ chấp nhận nổi để phục vụ bệnh nhân? Không chỉ ngành y, đây là mức lương quy định trên rất nhiều ngành khác cũng tương tự với thu nhập còn cõi như thế mà đòi hỏi họ cống hiến sức lực tâm trí để phục vụ người dân thì quả là bất công đó là chưa kể theo yêu cầu của công việc lấy tiền đâu để họ học tập nâng cao nghiệp vụ không bị đào thải chứ nói gì đến đầu tư cho tương lai Thực trạng tiền lương hụt hơi theo đuổi cuộc sống đã là cố hữu. Nhiều giải pháp nâng thu nhập cho lao động trong hệ thống công ở tầm quốc gia được đưa ra trong vài chục năm qua nhưng cũng chỉ là giải pháp tạm thời và dễ dàng lạc hậu trong thời gian ngắn khi kinh tế xã hội phát triển, giá cả hàng hóa dịch vụ tăng theo từng ngày. Điểm lại những cột mốc điều chỉnh tiền lương cơ sở trong khu vực nhà nước để dễ hình dung, từ năm 2000 có mức lương là 180.000 đồng một tháng đến năm 2023 dự kiến điều chỉnh lên 1,8 triệu đồng một tháng trong vòng 2-3 năm có tất cả 16 lần tăng lương, nhưng đến nay chúng ta vẫn chưa giải quyết được căn cơ việc cải cách tiền lương. Về lý thuyết là tăng theo lộ trình, nhưng thực tế là tăng theo áp lực của cuộc sống. Điều chỉnh lương theo lộ trình như thế này chưa tăng là đã lạc hậu. Cụ thể, nếu tăng lương kỳ này là khoảng 20%, thì cũng không giải quyết được những khó khăn cơ bản mà hầu hết lao động trong hệ thống công đang gặp phải. Việc nhân viên y tế trong hệ thống công nghỉ việc hàng loạt thời gian qua đã cảnh báo một thực tế, nếu không cải thiện thu nhập thì hệ thống công sẽ thất bại trong cuộc cạnh tranh với khu vực tư mà trước mắt là ngành y tế kinh tế. Khoảng cách chênh lệch thu nhập ở hai khu vực này càng lớn thì việc chảy máu chất xám càng ồ ạt. Tăng lương chỉ là tiền đề mà quan trọng hơn chính là phải cải cách tiền lương toàn diện. Cải cách được tiền lương mới có thể yêu cầu tăng khả năng phục vụ của hệ thống công và đến một lúc nào đó sẽ khai phóng được sức lao động trong lĩnh vực này đây chính là thời điểm có được nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ các mục tiêu phát triển xã hội như các chính sách quốc gia đã đề ra cải thiện thu nhập cũng chính là giải pháp hạn chế tham nhũng trong hệ thống công quyền một vấn đề khác khi mức tiền lương tăng cao thì các chính sách về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế an sinh xã hội mới thực chất bởi căn bản các chính sách trên phụ thuộc vào mức đóng từ tiền lương cơ bản khi viễn cảnh đến tuổi lao động nhưng không sống nổi với đồng lương hưu thì nói thẳng ai cũng phải toan tính cho riêng mình ở hiện tại trong khu vực công cũng như khu vực tư, mong muốn về tiền lương tương xứng với sức lao động là chính đáng, đòi hỏi này xuất phát từ sự công bằng, công bằng trong phục vụ và công bằng trong hưởng thụ.